Hôm nay ta làm nhân vật 3D từ dây thép. Đầu tiên ta sẽ có một tờ giấy A4. Ta gấp lên một lần. Ta gấp lên lần thứ hai. Và ta gấp lên lần thứ ba. Ta chỉ gấp 3 lần thôi nha. Nha, bạn nào mà gấp lên quá thì nó sẽ không đúng. Và khi ta mở ra này, một lần, hai lần, hai lần là được 1, 2, 3, 4 ha. Rồi, vậy là ta được 8 ô ha. Phần số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, ở giữa ô số 2, ở giữa ô số 2, ta dùng cái thước à. Dùng cái thước này, ở giữa ô số 2 này nó là bao nhiêu đây? Nó là 4 ha, đây nó là 2. Nó là hai khổ giấy của chúng ta là 21. 21 vậy ta chia thành 5 phần, 4,2. 4,2. 4,2. 4,2. 4,2 còn lại 4,2. À, giữa ô số 2 và ô số 4 và ô số 5, giữa ô số 4 và ô số 5 ta cũng chia ra 4,2 là 8,4. 4,2 ta không chia hết, chia vô đây thôi. À, từ điểm này xuống đến đây cứ vẽ một đường thẳng đi. À, ta cứ vẽ một đường thẳng đến ô giữa phần 7 và 8 nha. Khoảng cách này là 4,2 cm. Đây nè, những cái khoảng cách này nè, ở giữa là cái cổ, trên là cái đầu của người. Đây là cái phần tay. Giữa 4 và 5 nó là cái thân. Giữa ô số 6, giữa ô số 6 là cái đầu gối của người. Giữa 7 và 8 là cái bắp cá chân, cái bàn chân.
chúng ta làm được như vậy là chúng ta sẽ lấy dây kẽ, dây thép, chúng ta sẽ quấn đúng theo cái vị trí như vậy là chúng ta sẽ làm được. Chúng ta phải có một cái khoan dây thép này, đấy, khoan dây thép. Nhớ là khoan dây thép mỏng và nhỏ nhất nhé, nhỏ nhất. Và chúng ta mở ra. Và khoan dây thép này nó dài như thế nào? Chúng ta gỡ ra. Đây khoan dây thép. Chúng ta vuốt nó thẳng. Nó phải mềm thì chúng ta làm nó dễ hơn. Đây, ta lấy hai cái đuôi. Thấy hai cái đuôi nó vừa với nhau. Nha. Hai cộng. Ta đo khoảng một phần này. Ha. Hai. Ba. Bốn. Nó khoảng chung đôi lại mà nó bằng 4 lần của cái tờ giấy A4 này thì là chúng ta làm đủ ha. Chúng ta sẽ làm đủ. Rồi bây giờ cái phần này ha. Phần này cho ta cho đều và hai bên đều với nhau. Ta kéo cho đến khi phần trên này. Và ở trên này ta đặt ngay chỗ này. Đặt cái sợi dây này ngay chỗ điểm này ha. Từ đây ta kéo ở đây ngay chỗ điểm này ta xoắn luôn. Chúng ta để sang hai bên cho nó tách ra hai bên này đó, tách ra hai bên này, được chưa? Rồi ta xoay. Cái này nó hơi khó khăn cho chúng ta ha. Đấy. Chúng ta có một cái điểm ở ngay đây ha. Ta nhắc lên nè. Cái cọng kẽm ta cuốn như thế nào? Ta sẽ cuốn như vậy này. Ta cho nó nằm một bên này. Đấy ha. Cho ta vậy ha. Mình bấm vào. Xong rồi mình kéo ngược lên. Để nó có cái điểm này. Đó, nó có cái chốt này, thấy chưa? Nó có cái chốt này. Đó, cái chốt này, thấy chưa? Đó, có cái chốt. Những cái phần chấm nãy ấy, của chúng ta cứ có một cái chốt này, đấy, có một cái chốt. Cũng vậy luôn. Ta bó vào lại. Rồi, ta kéo luôn, kéo tới luôn, nó thành một cái vòng. Bên này, tới đây, ta cũng làm một cái này. Đấy. Rồi cái tay này. Thì ta không chưa có uốn là ta cứ làm cho nó cong chứa sẵn đi nè, ta nhiêu ra thôi. Đấy, và cái phần này mới quan trọng ha.
ta đặt nó này, ta đặt nó vô, ta vòng vô, ta vòng vô cái chỗ lúc nãy, ta vòng vô cái chỗ lúc nãy nè, ta vòng vô, rồi, rồi đến cái chỗ này. Ta cũng vòng vô cái chốt này luôn. Cái chốt hồi nãy chúng ta làm. Bây giờ đến cái phần này. Ta cũng cuốn vô. Rồi, đây chúng ta sẽ thấy ha. Nè, có cái khoảng hở. Cái khoảng hở này để làm gì? Chúng ta sẽ gắn cái giấy trong đây. Khi nào học cái phần này chúng ta sẽ gắn giấy sau ha. Rồi tiếp. Ta đặt xuống dưới đây. Đến khúc này ha. Ta bẻ ngang qua. Ta bẻ ngang qua này. Rồi, đến bên này. Bên này chúng ta thấy không? Rồi chúng ta gấp lại với nhau và nó bằng nhau không? Đây này. Hai cái bằng nhau, thấy chưa? Hai cái bằng nhau. Ta mở ra. Rồi. Ta cứ dựa vào đây, ta dựa vào cái hình. Để dựa vào cái hình sẵn của chúng ta. Ta bẻ ngang qua. Rồi đến đây ta cuốn vô này. Ta cuốn vô. Rồi đến đây. Đến đây ha. Ta cũng cuốn lên như vậy. Đến đây. Ta cũng cuốn lên. Ha. Đây. Bàn chân. Cuốn vô một chiều. Cuốn vô một vòng. Đấy. Và lên đến đây. Bên này cũng vậy.